Kim Jong Hyun mới là kẻ tội đồ, đưa tin nhắn cho Dispatch, Seo Ye-ji lại bị cô lập. Đã 2 tuần kể từ ngày Seo Ye-ji bị Dispatch bốc trần là người đứng sau thao túng điều khiển bạn trai Kim Jong Hyun, không cho anh đóng cảnh tình cảm với bạn diễn Seo Hyun SNSD. Sau một đêm, từ hình tượng điên nữ xinh đẹp, có tính cách độc đáo đã sụp đổ. Nữ diễn viên bị netizen nhiệt tình ném đá, phải rút khỏi phim mới và bị hàng loạt nhãn hàng hủy hợp đồng. Trong khi đó, Kim Jong Hyun chỉ viết một lá thư xin lỗi vì hành động thô lỗ với Seo Hyun, mong khán giả cho cơ hội làm lại rồi làm mất với lý do bệnh tâm lý. Kể từ đó, gạch đá đều đổ dồn về Seo Ye-ji, nhưng đã có nhiều netizen nghi ngờ Kim Jong Hyun đã đá quả bóng trách nhiệm sang phía bạn gái cũ. Vấn đề đầu tiên phải kể đến việc Kim Jong Hyun có thể chính là người đưa tin nhắn cho Dispatch để tra tin này bóc phốt Seo Ye-ji. Còn nhớ giữa lúc Kim Jong Hyun bị ném đá với thái độ của Seo Hyun, Dispatch bỗng tung ra tin nhắn riêng tư giữa anh và bạn gái cũ Seo Ye-ji. Trong những tin nhắn này, Seo Ye-ji ra lệnh cho bạn trai không được thân thiết với những cô gái khác, lạnh lùng vào, lúc nào cũng phải giữ thái độ như thế và chỉnh sửa mọi thứ cho ổn thỏa đi nhé, đối kịch bản kỹ vào để không có cảnh tình cảm hay skinship gì hết. Thậm chí, Kim Jong Hyun còn không được phép chào hỏi nhân viên nữ phải quay video về báo cáo với Seo Ye-ji mỗi ngày. Nhưng trên thực tế, Seo Ye-ji không thể tự tiết lộ tin nhắn bóc phốt mình, nên người tiết lộ chỉ có thể là người còn lại trong cuộc trò chuyện là Kim Jong Hyun. Theo thông báo từ phía công ty quản lý của Seo Ye-ji, đây chỉ là cuộc trò chuyện ghen tuông giữa những người yêu nhau. Netizen đều cho rằng Kim Jong Hyun đã đưa tin nhắn cho Dispatch với mục đích là điều hướng dư luận, đem bạn gái cũ ra làm bia đỡ cho mình. Nhiều người cho rằng Kim Jong Hyun mới chính là kẻ đáng trách nhất trong vụ scandal này. Người trưởng thành vốn có đủ sự chín chắn và suy nghĩ để kiểm soát hành động, và họ cần có trách nhiệm với mọi hành động của mình. Kim Jong Hyun vốn là một nghệ sĩ, hoạt động với tư cách diễn viên, vì vậy anh phải tự chịu trách nhiệm về thái độ làm việc của mình. Trên thực tế, chính anh là người yêu cầu sửa kịch bản, giảm các cảnh quay tình cảm với Seo Hyun. Thậm chí nam tài tử cũng có nhiều hành động thô lỗ, như rút khăn lau tay ngay sau khi chạm vào Seo Hyun, làm cô khóc trên phim trường nhiều lần. Trong buổi họp báo ra mắt phim Time, Kim Jong Hyun né tránh, tỏ ra lạnh lùng khi Seo Hyun đến gần, khiến em út SNSD bối rối trước hàng chục ống kính máy ảnh. Dù bị bạn gái điều khiển, thao túng, Kim Jong Hyun có thể hoàn toàn phản kháng nếu thực sự có trách nhiệm và yêu nghề, tôn trọng đồng nghiệp. Sau khi tranh cãi nổ ra, Seo Ye-ji tiếp tục bị bóc phốt bạo lực học đường, phẫu thuật thẩm mỹ, giả mạo học vấn, đối xử tệ với nhân viên trường quay. Tuy nhiên, đã có những nhân viên cũ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Những thông tin trái chiều về Seo Ye-ji đã khiến netizen lú luôn, không biết tin ai, không biết đâu mới là sự thật. Kể từ sau khi thông báo thừa nhận từng hẹn hò với Kim Jong Hyun nhưng phủ nhận thông tin thao túng, Seo Ye-ji vẫn chưa từng lên tiếng thêm. Mới đây, một lần nữa dân mạng lại đào lại một cuộc phỏng vấn cũ của Seo Ye-ji, trong đó nữ diễn viên tự tiết lộ tính cách thật của bản thân, cũng như chia sẻ những kỷ niệm thời đi học. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện để quảng bá bộ phim Morning School vào năm 2016. Trong cuộc phỏng vấn, Seo Ye-ji thừa nhận bản thân khá khó gần và thậm chí nữ diễn viên như bị cô lập, chứ không phải là kẻ bạo lực học đường như bạn cũ tố. Khi được MC hỏi, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ lúc còn đi học không? Seo Ye-ji cho hay, tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì thời đi học. Tôi chỉ nhớ kỳ thi SAT, áp lực thi cử, rồi học gia sư. Thực ra, tôi không phải là người thích nói chuyện phím với bạn bè. Vài người bạn còn gọi tôi bằng biệt danh bà cụ. Thay vì nói chuyện theo kiểu những đứa trẻ, tôi thường nói về ước mơ của mình, như là vào đại học. Điền nữ tiếp tục thổ lộ, tôi không hợp với nhiều người, bạn bè cũng có rất ít, cứ như bị cô lập vậy. Khi được MC hỏi rằng bây giờ tính cách có gì đổi khác không, Seo Ye-ji thừa nhận, thậm chí còn hơn thế, tính cách kiểu bà cụ của tôi còn quá hơn. Câu trả lời của Seo Ye-ji trong đoạn phỏng vấn cũ khiến netizen không ngừng xôn xao bàn tán. Phải chăng Seo Ye-ji mới chính là người bị bạn bè cô lập, chứ không phải là kẻ đi bắt nạt người khác như trong bài đăng đấu tố ở trước đó?